Trên cánh đồng xã E Tích, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk, bà con nông dân đang được phía doanh nghiệp hướng dẫn quy trình công nghệ để trồng mía niên vụ mới. Trong tình cảnh nhà máy thường xuyên thiếu hụt nguyên liệu, việc liên kết hỗ trợ nông dân để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất được các doanh nghiệp hướng đến. Nhà máy đã hỗ trợ cái phân này, phân vi sinh này, thì nói chung là cùng năng suất, làm người nông dân cùng phấn khởi. Mình cùng đỡ bỏ cái phân bón kia. Từ niên vụ 21-22 trở đi, chúng tôi bảo hiểm giá tối thiểu là 850.000 đồng cho một tấn mía có 10 CCS. Với mức giá này thì để đảm bảo cho người nông dân là từ hòa vốn đến có lại. Tỉnh Đắk Lắk chỉ mới thực hiện quy hoạch vùng trồng mía với 19.000 ha, trong tổng diện tích hơn 25.000 ha mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng đến năm 2020. Đến năm 2030 là quy hoạch 38.000 ha, nhưng tỉnh dự kiến tối đa chỉ thực hiện 28.000 ha. Bởi hiện tại, nhiều nông dân đã bỏ mía chuyển sang cây trồng khác, khả năng cao là các nhà máy sẽ còn trong tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản xuất. Phải nghiên cứu, lai tạo, chọn tạo, đưa vào ứng dụng các cái giống mà có năng suất cao, trữ đường cao. Đối với nông dân thì phải có cái hỗ trợ thỏa đáng như là về lãi suất. Tôi cho rằng nhà nước cần phải có nhiều cái chính sách khác, như chính sách về tích tụ đất đai chẳng hạn, để tạo những cái vùng và sản xuất quy mô lớn. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hình thành các hợp tác xã để liên kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Đồng bộ các giải pháp như vậy thì mới giảm được chi phí sản xuất, tăng năng suất chất lượng, nông dân an tâm gắn bó với cây mía, ngành mía đường mới có thể cạnh tranh và phát triển bền vững.